quyết. Em làm gì mà ra muộn đấy? Tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, đến đón tôi, đừng có đi cái xe này. Thay vẫn đi. Thì từ trước đến giờ mình vẫn đi xe này mà. Mọi lần khác tôi đã bảo với anh rồi, bây giờ tôi khác rồi. Anh nhìn tôi thế này, tôi ngồi được cái xe này à? Thì em chỉ bảo chỉ cần mình yêu nhau, còn đi xe gì chả được. Đấy là ngày xưa thôi, giờ khác rồi. Anh đến đón tôi phải đi bằng ô tô, chứ SH tôi chả thèm ngồi nhá. Mà này, nếu không có tiền mua ô tô ấy, thì mua lấy con xe đạp mà đi cho nó lãng mạn. Xe đạp à? Này, mới đú được có mấy tháng thôi nhá. Xe đạp của mày đấy, hot girl cũng thành hot rác thôi. Oh no. Ken, mày đừng có uống rượu nữa. Mày suốt ngày uống rượu thôi. Tao biết mày buồn, mày thất tình, mày uống rượu. Nhưng mày là đàn ông cơ mà, không được thế. Biển còn rất nhiều cá, chỉ cần mày chịu khó thả thính, rồi mày sẽ có người yêu mới thôi. Tao biết là biển có nhiều cá, nhưng mà... Nhưng mà làm sao? Con cá kia, nó đã mê tính của tao, xong mà cắn cụt cần tao, nó bỏ đi rồi. Oh no! Nó cắn mất cần của mày rồi à? Thế thì làm sao mà câu được cá nhỉ? Mang em đi. Hình như mình quên cái gì mà. Vẫn còn. Vẫn còn. Muốn còn. Lần quá rồi. Chả quên gì. Ơ, con trai. Sao? Đi đâu đây? Mà mẹ đâu, sao không về cùng bố? Ừ dạ. Mà tao quên mẹ mày. Ui xí. Chán bố lắm. Ken. Dạ. Ngoảnh ra đây bố à. Ngoảnh ra đây. Bố nghe nói là con không chịu nghe lời mẹ đúng không? Con cái gì mà con. Đừng quanh co chối cãi nữa. Bây giờ mày cho bố biết làm thế nào để mày làm được như vậy. Dạy bố với. Đẹp thế. Tận 1 triệu móc đầu ra. Alo. Anh à, anh đang ở đâu á? Qua em đi nhá. Việc quan trọng lắm ý. Qua luôn đi nhá, không biết đâu. Anh, đến chưa? Phòng chơi đi. Bố mẹ em đâu? Bố mẹ em đi du lịch hết rồi. Đi du lịch rồi á? Thế là thời gian riêng của hai đứa mình ý. Không vào làm gì? Trời ơi! À mà thôi, mình chơi luôn ở đây, cho nó máu. Lại còn em đấy chứ. Oh no! Tư! Chạy tư! Anh có muốn, em là của anh. Wow! Thằng nào mà chả muốn. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Anh phải đáp ứng một điều kiện với em thì... Hôm nay em sẽ là của anh, và anh cũng là của em. À, điều kiện nữa cơ. Em nói đi. Có làm không? Làm chứ. Anh phải cho em 1 triệu. Rồi, muốn gì cũng được. Cho 1 triệu, rồi làm gì cũng được. À được, chơi luôn. Anh cho em 1 triệu, cho để anh 2 triệu. Ok. Ông bị điên à? Ông bị lừa người ta à? Ông lừa người ăn người. Đừng đi ăn không của con này nhá. Con đi ăn không của con này chắc. Wow.
bạn gái là gì thế hả mẹ? Vì sao bạn Bin có bạn gái mà con lại không có? Hóa ra con trai mẹ đang buồn vì chuyện này à? Thực ra sau này khi con lớn lên, con mà ngoan thì con sẽ có một bạn gái cho mình. Nếu con không ngoan thì sao hả mẹ? Con không ngoan á? Con không ngoan thì con có nhiều bạn gái. Mẹ không ngoan, thích không mày nhỉ? Thằng này, mày đánh bố mày. Tao không ăn đâu, ăn bún béo lắm, mà tao đang ăn kiêng. Ăn kiêng á? Ôi giời, mày ăn kiêng gì mà tao thấy mày béo ra mấy cái thịt thế này? Béo ra? Mày thấy tao béo ra? Mày tăng mấy cái thịt luôn. Mày thấy tao béo ra? Ôi giời, sao lại béo ra được nhỉ? Tao ăn kiêng cơ mà. Mày ăn kiêng á? Mày ăn như nào? Tao ăn trứng vịt lộn với cháo. Ôi lạ thật gì? Bụng to rồi này. Bác sĩ ơi, thế tình hình em thế nào rồi bác sĩ? Bệnh của cậu nặng lắm, cậu sẽ không có nhiều thời gian đâu. Ôi, bác sĩ ơi, thế cụ thể là em còn sống được bao lâu nữa? 10. Cái gì? 10 à? Ôi dồi, 10, 10 năm, 10 tháng à? Hay là 10, 10... 9. Ôi, lại xuống 9. 9 gì bác sĩ? 9 gì ạ? 8. Ôi trời, lại số 8. Tám gì bác sĩ rồi? 7. Ôi trời, 7. Về ngay. Lên thờ ăn cơm uống thuốc rồi cứ đi chơi lung tung. Giả tôi đây. Lương Anh, đây là bệnh nhân phát tâm thần của chúng tôi. Không ai trông mình cứ đi lung tung thế đấy. Thế anh khám gì ạ? Vớ vẩn lại vào khoa tâm thần luôn đấy chứ. Anh ơi, điện thoại của em nó bị hỏng ấy. Đen xì một góc rồi đây này. Ủa, điện thoại hỏng rồi này. Vâng, anh xem đấy. Chết thật. Xịn thế này mà hỏng nhỉ? Xịn đâu, đời cũ rồi. Đời cũ rồi à? Anh biết đâu. Anh mua cho em cái mới được không? Mua điện thoại mới á? Vâng. Thế em thích điện thoại gì? Em thích iPhone 8. iPhone 8? Tưởng gì? Có cái iPhone 8 này. Thôi được rồi, để anh mua cho em. Thật ạ? Anh ơi, thì cái xe của em ấy mua cũng lâu lâu rồi mà bây giờ đi nó cũng kêu khó chịu lắm. Cái xe kêu khó chịu à? Vâng. Thế anh mua xe mới cho em được chứ gì? Chứ gì nữa? Em thích SH đi. Ôi giời ơi, bây giờ ai người ta đi còn đi SH nữa. Đi SH nó quê lắm em ơi. Bây giờ mình phải đi xe ô tô. Người như em phải đi xe ô tô. Thôi anh cứ mua SH là em vui lắm rồi ạ. Mà anh ơi, anh biết cái nhà trọ của em chưa? Cái nhà trọ ẩm thấp với em đấy. Đấy, đúng rồi, đúng là ẩm thấp đấy ạ. Còn hay mất điện, mất nước, anh đến chơi mấy lần anh biết đấy. Anh xem... anh muốn chuyển chỗ khác ý. Không phải chuyển, anh mua luôn một cái nhà cho em. Em muốn nhà như thế nào? Em muốn một cái căn biệt thự nhỏ thôi anh ạ. Một phòng ngủ thôi cũng được. Sao có sân vườn, có chỗ để hai đứa mình ngồi ngắm hoàng hôn ý ạ. Muốn biệt thự nhỏ, có sân vườn. Dạ. Mua luôn cái to, có sân vườn. Thật ạ? Chưa gì nữa. Yêu anh quá ý. Không yêu mà được à? Bao giờ thì anh mua cho em nhỉ? Mua luôn. Mua luôn ạ? Thế để anh gọi điện cho thằng nhân viên mua luôn cho em nhé. Thật vậy anh.
nghe máy rồi kìa. Alo, Kiên hả em? Ừ, anh đây. Rồi, anh này, anh nhờ chú một việc này. Chú là phải làm gấp cho anh là một con iPhone 8 này, một con xe SH, một cái nhà biệt thự. Ờ, biệt thự là biệt thự sân vườn đấy. Nhớ đấy, làm luôn một ngày, giao trước rằm cho anh. Cái gì? Phải sau rằm á? Không được. Cái gì? iPhone 8 lấy thêm thẻ nhớ. Ô, iPhone 8 có thẻ nhớ hả anh? Chắc là có. Lấy cho em. Lấy thẻ nhớ. SH có lấy full phụ kiện không? Lấy hết. Lấy full phụ kiện. Cái gì? Biệt thự có lấy thêm chó cảnh không? Có, chó mèo được hết ạ. Chó mèo được hết. Thích động vật. Ừ. Nhưng sao? Anh đã nói rồi, bằng mọi giá phải làm trước rằm cho anh, không được sau rằm đâu. Sau rằm cũng được, em có vội đâu. Phải trước rằm mới tiện cho việc cúng. Rồi, nhớ đấy. Cúng nhà mới. Rồi, anh đặt rồi đấy. Cúng nhà mới đúng không anh? Phải cúng đúng rằm đúng không ạ? Em điên à? Cúng là cúng cho em đi chứ, nhà mới đâu ra. Bình thường thì anh không mua được vật chất thật cho em thì anh mua cái để cúng cho em, để sau này em dùng. Anh rủ tôi chết đấy à? Thì bây giờ ở ngoài đời thực anh không mua được cho em thì anh phải cúng cho em chứ. Anh điên à? Cút xuống giường đi. Cái đồ chỉ giỏi nói rồi. Biến đi.